tất cả các vị khán giả đã quay trở lại với channel của Victor Zero bóng đá Phú Nhuận. Những pha xử lý thông minh và sáng tạo của trung vệ hay nhất thế giới Virgil van Dijk. Kể từ khi gia nhập Liverpool vào đầu năm 2018, Virgil van Dijk đã chứng tỏ bản thân mình là một trung vệ hàng đầu thế giới trong hầu hết mọi khía cạnh. Giới chuyên môn vẫn dùng cách diễn tả không thể tin được để nói về cầu thủ người Hà Lan. Rất nhanh chóng, cầu thủ trị giá 75 triệu bảng, kỷ lục thế giới của một hậu vệ, mang tới những tác động tích cực để nâng tầm Liverpool từ đội đua tranh vào top 4 đến vị thế cạnh tranh các danh hiệu. Ngay trong nửa sau mùa giải 2017-2018, Van Dijk đã giúp Liverpool vào chung kết Champions League trước khi cùng Lữ đoàn đỏ lên ngôi tại châu Âu một năm sau đó, thắng Tottenham 2-0 ở mùa chung kết. Mùa 2019-2020 vừa qua, anh tiếp tục cùng Liverpool vô địch Premier League lần đầu tiên sau 30 năm chờ đợi, tiếp theo các danh hiệu siêu cúp châu Âu và cúp thế giới câu lạc bộ. Và mọi người đừng quên subscribe channel thứ hai của Victor Zero được chúng mình đính kèm ở dưới phần mô tả để không bỏ lỡ những video mới nhất từ kênh của tụi mình. Các fan Zero 7 ơi, các bạn hãy nhanh tay đăng ký vào đường link được đặt ở dưới phần mô tả để sở hữu ngay cho mình một chiếc áo siêu phẩm nhé. Trong bóng đá, vị trí trung vệ thường có hai phong cách chơi bóng điển hình. Thứ nhất là những trung vệ mạnh ở khả năng quyết liệt, máu lửa và không ngán bất cứ đối thủ nào. Những trung vệ này luôn khiến đối thủ có cảm giác chùng chân vì cánh cửa vào bệnh viện của họ đang rộng mở hơn bao giờ hết. Thứ hai là trung vệ chơi bóng theo phong cách thông minh, khả năng đọc vị xuất sắc của những trung vệ này khiến tiền đạo đối phương nản chí vì họ có cảm giác như bị nhìn thấu tâm can. Nhưng hiện nay, bóng đá thế giới đã sản sinh ra một trung vệ hội đủ tố chất của hai phong cách trên, đó chính là Virgil van Dijk. Đừng rời mắt màn hình để chúng tôi cho các bạn thấy vì sao lại như thế nhé. Có lẽ rất hiếm khi chúng ta có thể bắt gặp số 4 của Liverpool chơi bóng trong trạng thái bị động và khả năng đọc tình huống của Van Dijk gần như là hoàn hảo. Điều này cho phép anh luôn ở tư thế chủ động và có thể chơi bóng một cách nhàn nhàng nhưng vẫn hiệu quả. Ở pha bóng này, các cầu thủ Brighton đã có một pha phát động tấn công với đường truyền vượt tuyến rất tốt. Aaron Connolly là người sử dụng tốc độ để tạo áp lực cho trung vệ người Hà Lan, nhưng anh đã có pha xử lý quá già rơ với một tình huống di chuyển trước và tuân cú đánh đầu giả để hóa giải áp lực rồi bình tĩnh tăng tốc và kiểm soát bóng. Trong một tình huống tổ chức tấn công từ một pha hưởng ném biên sau cú ném của Diego Costa hướng đến vị trí Vitolo, tiền đạo người Tây Ban Nha ở tư thế quay lưng với Van Dijk và biết rằng để vượt qua trung vệ của Liverpool là không hề đơn giản. Cầu thủ chạy cánh của Atletico quyết định thực hiện một pha bỏ bóng bất ngờ để di chuyển và đánh lừa Van Dijk. Nhưng một lần nữa, sự điềm tĩnh của trung vệ gốc Suriname phát huy tác dụng. Anh áp sát và tận dụng lợi thế về thể hình để đàn áp đối thủ và phá bóng trước khi có một cái bóng sọc đỏ trắng kịp lao vào cướp bóng. Dù Van Dijk chơi rất xuất sắc, nhưng ở đội hình Liverpool hiện tại, không có cái tên nào phù hợp để cùng anh tạo ra một cặp bài trùng và che chắn cho khung gỗ của Alisson Becker. Như ở pha bóng này, Joe Gomez đã tỏ ra quá non nớt khi vào bóng hứa và bị Dele Alli cho hít khói, cũng như khiến vòng cấm của The Kop vào tình trạng báo động. Nhưng khi đội bóng lâm nguy thì Van Dijk xuất hiện
và thực hiện một cú xoạc bóng ăn trọn 10 điểm để đập tan hy vọng của đối thủ. Ngoài Matip và Lovren cũng chẳng khác Joe Gomez là bao. Bình thường chúng ta vẫn bắt gặp cảnh 2, 3, 4 hay thậm chí là 5 cầu thủ ở tuyến dưới vây bắt một tiền đạo của đối thủ đang có phong độ hủy diệt để triệt tiêu mọi mầm móng. Dù là một trung vệ, nhưng Van Dijk cũng bị các tiền đạo của đối phương pressing rất rát vì lý do cầu thủ sinh năm 1991 là thủ lĩnh nơi hàng phòng ngự của Lữ đoàn đỏ, và nếu cắt được mối liên lạc giữa chỉ huy và phần còn lại thì kẻ địch sẽ đưa tay chịu trói. Và đó là lý do vì sao Moura lại truy đuổi Van Dijk một cách ráo riết, nhưng thứ mà anh nhận lại chỉ là một cú lừa. Ngoài bộ kỹ năng phòng ngự xuất sắc, trung vệ người Hà Lan còn có khả năng phát động tấn công rất tốt bằng những đường chuyền dài vượt tuyến nhờ vào con mắt quan sát tinh tường, đọc tình huống chính xác và một cái chân phải biết vâng lời. Dĩ nhiên hai mũi quan ở hành lang cánh trên hàng công của Scott là những người giỏi nhất trong việc thấu hiểu những đường chuyền đầy ý đồ của Van Dijk. Và trong tình huống này, Mohamed Salah là người nhấn ga và nhận bóng để đe dọa khung gỗ của MU sau một đường chuyền kiểu như vậy. Đây tiếp tục là một pha bóng mà trung vệ sinh năm 1991 chứng minh rằng anh luôn tìm cách phán đoán suy nghĩ trong đầu của cầu thủ giữ bóng đối thủ và sớm hành động để dập tắt ngọn lửa mà đối thủ vừa nhen nhóm trước khi nó có cơ hội bùng cháy dữ dội và thiêu rụi khung gỗ đội nhà. Nếu cứ đá như vậy, chúng tôi nghĩ rằng anh nên đem bóng về nhà chơi một mình đi, Van Dijk à. Ở chủ nhân quả bóng bạc 2019, còn có một tố chất mà bất cứ trung vệ trẻ nào cũng nên học hỏi theo, mà đặc biệt là những trung vệ trẻ đang trên con đường xây dựng lối chơi theo phong cách thông minh, đó là việc giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. Không được hốt hoảng hay mất bình tĩnh, dù tiền đạo đối phương vừa có một pha xử lý xuất sắc vượt khỏi vùng kiểm soát của mình. Chiếc chìa khóa này là thứ để Van Dijk dùng chế ngự Raúl Jiménez của Wolverhampton ở pha bóng này, dù tiền đạo người Mexico đã có một pha bẻ lái rất hay trước đó. Do sở hữu một thân hình hộ pháp với những chỉ số cao 1m93 và nặng đến 92kg, nên nhờ tình huống Van Dijk khóa chặt Kanté ở pha bóng này khiến chúng ta có cảm giác như một người khổng lồ đang bắt nạt người Hobbit hơn là hai cầu thủ bóng đá tranh chấp với nhau. Chúng ta thường gọi vui là hơn 70% bề mặt trái đất được bao phủ bởi nước, phần còn lại được bao phủ bởi Kanté. Nhưng thật không may cho tuyển thủ người Pháp là Van Dijk ở tầm vũ trụ. Now I'm the fool while you're breaking rules. Nếu chỉ cao, to, mạnh mà có thể trở thành một trung vệ hàng đầu của làng túc cầu thì có lẽ những võ sĩ sumo đã lấp kín những con đường và khung gỗ của mọi đội bóng. Ngoài những yếu tố trên, cầu thủ gốc Suriname còn sở hữu một tốc độ nhanh một cách hư cấu so với thân hình và hơn hết là bộ kỹ năng phòng ngự tuyệt đỉnh, pha tăng tốc và tắt bóng chính xác đến mức vừa phá được bóng mà không phải chịu một tình huống ném biên hay phạt góc vì Van Dijk biết khi nào Townsend vung chân và việc anh làm chỉ là tắt bóng thẳng vào chân đối thủ để bóng bật ra ngoài và sóng gió chắc chắn sẽ qua đi trước khung thành đội nhà. Dancing.
Một lần nữa, khả năng quan sát diện rộng, đọc tình huống trận đấu, sự kết nối với những chiếc xe F1 trên hàng công và một cái chân phải chịu hợp tác đã giúp trung vệ người Hà Lan đã biến toàn bộ đội hình đối phương trở nên thừa thải với một đường chuyền vượt tuyến đánh bại 10 cầu thủ đối phương. Nhưng cũng may mắn cho Southampton là Sadio Mane đã quá gỗ khi sút bóng lên trời trong tình huống đối mặt cuối cùng. Cũng có thể vì anh vẫn còn chút ít tình cảm với đội bóng cũ. Các bạn vừa xem xong Virgil van Dijk và những pha xử lý có chỉ số IQ vô cực. Nếu các bạn thấy thích trung vệ của Liverpool hay ấn tượng với pha bóng nào, hãy bình luận quan điểm bên dưới video nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.